và họ đã U22 Lào. Đội bóng chủ nhà sẽ chắc suất có mặt ở vòng bán kết. Còn với U22 Lào, trong trận đấu ngày hôm nay họ sẽ cống hiến cho người hâm mộ bóng đá nước nhà. Những trận đấu đã được bắt đầu. Ở trong hiệp 1 này thì đội tuyển Malaysia sẽ là những người cầm bóng trước. U22 Malaysia thi đấu trong bộ trang phục màu trắng và thi đấu ở bên phía tay phải màn hình nhỏ của các bạn. Trong khi đó thì U22 Lào sẽ thi đấu ở bên phía tay trái. Dứt điểm. Chút nữa thôi thì đã có một bàn thắng dành cho các cầu thủ Malaysia. Một pha phối hợp rất nhanh của bóng ở hai cánh, rất tốc độ và ngay lập tức sẽ là một pha tạt bóng dành cho tiền đạo phía trong dứt điểm. Người vừa dứt điểm là Amas. Một pha chạm bóng rất nhạy cảm của Amas. Đáng tiếc cho cầu thủ Malaysia. Pithak. Và như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 26 dành cho các cầu thủ Jadi Fistau. Một pha lập công rất nhanh của cầu thủ Malaysia. Của Malaysia được ăn mừng ở trên sân nhà. Công đầu tiên trong tình huống vừa rồi phải thuộc về Amas. Một pha đánh đầu loại bỏ hoàn toàn thủ thành bên phía Lào, nhưng tuy nhiên thì không thắng được. Xa ngang. Và ngay lập tức thì Jeffrey đã có mặt rất đúng lúc. Một lần nữa thì những pha tấn công dẫn đầu bảng A. Nếu không có nhiều sự thay đổi trong kết quả của trận đấu này. Đã có lỗi của cầu thủ Malaysia. U22 Lào sẽ được hưởng một pha đá phạt ở ngoài vòng cấm địa. Một pha phạm lỗi rất rõ ràng của cầu thủ mang áo số 16 bên phía Malaysia, đó là Daniel Amers. Bên phía Malaysia dứt điểm. Và như vậy là đã có bàn thắng dành cho U22 Lào. Một siêu phẩm đã được thực hiện. Người ghi bàn là Phadavong Thanin. Một tình huống mà thủ môn bên phía Malaysia không có một ở trong cơ hội đầu tiên nguy hiểm của mình thì cầu thủ Lào đã mang lại hy vọng. Một lần nữa chúng ta xem lại pha dứt điểm bằng chân trái cực kỳ hiểm hóc của Phadavong. Reaction on the second wasn't good enough for me, but that was put on the money by Thanin. Double shot. Aguang. Instead, he looks right. Zainuddin. Tiếp tục là những pha tạt bóng rất nguy hiểm. Tỷ số đã được nâng lên là 2-1. Vừa rồi thì có vẻ như sẽ đã có một pha đốt lưới nhà của thủ bên phía U22 Lào. Người vừa lập công là Aziz. Chúng ta cùng xem lại pha lên bóng của cầu thủ Lào. Đúng là như vậy, đã có một pha đốt lưới nhà của cầu thủ bên phía U22 Lào. Những pha đưa bóng của Zainuddin rất khó chịu là có được vị trí đầu bảng ở tại bảng A. Một tình huống phối hợp trung lộ hiếm hoi của cầu thủ U22 Malaysia. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha phối hợp 1-2 tương đối hay. Tuy nhiên thì lúc này chắc chắn là thể lực của khi mà lứa tuổi cầu thủ lúc này đang chỉ là 20-21. Chắc chắn đây sẽ là nền tảng của đội tuyển quốc gia Lào về tương lai. Dứt điểm. Và như vậy là đã có bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ U22 Malaysia. Một miếng đánh thể hiện rất đúng lối chơi của Malaysia. Cầu thủ lập công là cầu thủ mang áo số 11. Cầu thủ nào kèm theo kèm cầu thủ mang áo số 11 bên phía Malaysia. Gần như các hậu vệ của Lào đã buông bỏ trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy tốc độ và thể lực, thì tốc độ và kỹ thuật và sự can lướt của cầu thủ Malaysia đang được đội về. Tuy nhiên thì Phadavong không phải là người dứt điểm. Một tình huống dứt điểm rất nguy hiểm. Lathasai đã có một tình huống dứt điểm rất nguy hiểm. Và đó cũng là một tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu này. Như vậy là đội quân của ông Kim Xuê đã có
thành tích toàn thắng tại vòng bảng với một trận đấu rất nhàn nhã và mang lại rất nhiều hiệu quả với 3 bàn thắng, với một cú đúp của Jarry, một bàn thắng của Janurin bên phía các cầu thủ U22 Thái Lan và U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Campuchia. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem vào lúc 15 giờ ngày 24 tháng 8. Còn buổi bình luận của chúng tôi trận đấu giữa U22 Lào và U22 Malaysia đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi bình luận tiếp theo.